đã thông báo là có nạn đói, thì bây giờ quý vị chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị thủ cho gia đình mình, cũng mỗi thứ mình chuẩn bị thì gia đình mình sẽ vượt qua cái đại nạn. Thì trong kinh có nói là lò qua được cái sàng lọc để dự hội long qua là vậy đó, ai có phước thì dự hội long qua. Chứ bây giờ Đức Thầy sắp xuất hiện để lập hội long qua mà mình chết đói, mình chết rồi. Ở chiến tranh là mọi thứ nó ứ động nha quý vị, không có di chuyển được, không có xe hay là tàu máy bay gì bay tới bay lui để mà cứu mình hết trơn á. Mỗi gia đình chúng ta phải ít nhất cũng sống được 2-3 tháng đó, phải tự lo á. Đó là mục đích của Kiệt nhắc nhở từng chút. Hôm nay Kiệt lên Kiệt nhắc nhở là chiến tranh sẽ tới cận kề bên cái chết của mình. Mỗi người họ thiên, những người họ khác thì họ có hiểu thì mình không có nói nha, nhưng mà họ thiên á, con của ông trời á, thiên Việt Nam đi, mình dùng chữ là thiên Việt Nam, 100 triệu người, mỗi người đều có bổn phận phụ chung với Kiệt. Vài tuần nữa Kiệt lập cái đàn để mà Kiệt xin xỏ tiếp, thì từ đây cho tới ngày đó khi quý vị đọc kinh á, quý vị cũng phải xin cho nước Việt sớm qua được cái đại nạn, sớm qua được cái bệnh đau binh và nạn đói rách. Rồi đồng thời cùng một lúc quý vị phải xin sớm cho Đức Thầy, tức là Đức Huỳnh Phúc Sổ, còn ngoài Bắc đó thì cứ xin cho ông Chặn Trình sớm trở lại. Ông có câu gì ta, Biển Đông dậy sóng thì ta trở về gì đó, có câu của ông Chặn Trình. Thì ở ngoài Bắc thì cứ xin ông Chặn Trình trở lại nha, còn miền Nam thì cứ xin Đức Huỳnh Phú Sở xuất hiện, ta Đức Thầy trở về. Chứ còn nếu không, Kiệt chỉ là người nhắc nhở, Kiệt cũng ngồi đây chờ chờ sư phụ thôi, chờ lệnh của cha thôi để mà làm việc. Chứ Kiệt cũng làm được phân nửa nhiệm vụ là nửa đời nửa đạo. Đạo thì Kiệt đã rải cái hạt giống xuống thế gian rồi, thì tất cả mọi thứ nó sẽ từ từ, nó không phải một ngày một buổi mà nó phải có nhiều thời gian lắm, trong tương lai rất là lâu để mà cho cái đạo nó phát triển. Cho tương lai cái đạo nó phát triển một cách mạnh á, khi mà kiện về trời thì cái đạo mới phát triển, người ta mới biết là có một sự việc như vậy, có một người như vậy hôm nay đã lên mạng 4 năm mà sao lúc đó mình có mắt mà như đuôi, có tai mà như điếc, thì lúc đó đã muộn rồi. Bởi vì thường nói là họ thấy tượng á, thì họ lại, họ thấy mặt Kiệt á, thì họ chửi. Gần đây thì có một cái tên mới gọi là bố láo ba que. Tại khi Kiệt đọc cái lịch sử mà chết đói năm 1945 á, thì có nhiều người á, gọi cho chửi Kiệt nó là đồ bố láo ba que. Ok, hôm nay Kiệt là bố láo ba que. Thêm cái tên mới cũng vui, chúng sanh thiệt mình tức cười. Bố láo ba que, ba que bố láo. Cha mẹ kêu chúng ta phải nên thánh, bề trên chỉ là chỉ hướng cho mình, kêu Kiệt chỉ hướng, nhưng mà song song chúng ta phải tự làm một cái gì nha, tại vì chúng ta phải tự lực tự cường. Rồi giơ tay lên ở cái cõi ta bà khổ quá thì ở trên đó mới sẽ giúp mình, chứ không phải không á, mà ở trên giúp mình đâu. Thì coi lại á, cái thiên mạng này không có nói chuyện được nghe, đừng có gọi nữa, gọi bằng cái số 4 4 0 8 3 3 5 3 9 9 nha. Chào nghe, tại cái số này á, là để cái số trên đây, đừng có cười, bye bye, chào, đừng có gọi nữa nha, đừng có gọi nữa, gọi 4 0 8 8 3 3 5 3 9 9.
làm hư cái màn hình của người ta. Rồi cái ai mà gọi vô cái số điện thoại này nè, nó sẽ hư mấy cái chuyện có việc làm này. Ở ngoài đó ai muốn gọi à, 408-833-5399. Có người thì tin Kiệt là con trời, thánh nhân. Có người thì nói là tâm thần. Một đa số những anh kiếm cận với những nhà chính trị thì nói rằng mày ảo tưởng. Nhưng mà quý vị nhìn lại lời Kiệt nói là bề trên là thánh thần nói. Nói đâu chúng đó. Cho nên tiền Việt Nam thành tiền giấy và sẽ có chết đói và sẽ có nạn chiến tranh kế tiếp. Rồi lúc đó đó Đức Thầy xuất hiện thì những người đó mới căng cái mồm hết dám nói luôn. Còn bây giờ họ chưa chết, họ chưa biết sợ, họ cứ nói gì họ cứ nói. Kiệt không phải là bố láo bao que, Kiệt thương nước Việt từ cái tận đáy lòng. Kiệt chân thành, Kiệt không có muốn nước Việt nhiều sự đổ nát, cũng giống như những cái nước khác. Kiệt đã từng xin cái mùa Covid rồi kia cho nước Việt bớt có chết nhiều người giống như Indo hay là Ấn Độ. Kiệt cũng đã từng xin cho nước Việt, đúng ra nước Việt bị nhiều nạn lắm, nhưng mà cứ mỗi lần Kiệt biết được có nạn Kiệt xin, Kiệt xin cho bác Trọng có sức khỏe để mà làm cái bản lời cầu què cầu quạt với Trung Cộng để cho nó đừng có nghiếp mình. Chứ giờ trẻ là nó sức mạnh mà nó tham tiền nữa là thôi Trung Cộng mua chuộc của nước Việt mình càng chết nữa. Nó nhiều sử dụng Kiệt xin lắm cho nên nước Việt cái xì xìu ảnh ảnh. Chết thì không chết mà sống thì không sống, quý vị thấy không? Đã được phong ấn rồi, phong gào lại rồi. Nó không có thê thảm như Bắc Hàn bây giờ, mỗi ngày chết đói biết nhiêu nghìn người. Không biết ngày nơi Bắc Hàn chết đói nhiều lắm á. Hiện giờ luôn á, cho nên Kim Jong Un có nhiều đạn đem ra bắn hết. Rồi không có giống như Ukraine, một cái nước quốc gia, thành phố cực kỳ đẹp. Mà hôm nay cái tự nhiên cái... tự nhiên cái thành ra bên địa đó là những cái đó là do có một cái thế lực, có một cái tự nhiệm màu thế giới vô hình che chở cho mình. Đó là Kiệt và Đức Thầy đang lo, rồi Hồng Thiên Sông Núi cũng đang lo, còn mấy đại ca mình với dân của mình cứ chơ ngơ ngơ không có hiểu gì hết, không biết thì vừa cọc mà nghe con ếch ngồi đá giếng mà đụng chút cái nặng lời, cái đồ bố láo ba que. Quý vị có thể chữa Kiệt cứ xin, nhưng mà Kiệt xin theo cái nickname thôi. Nếu mà cái nickname nó không có trúng tên á thì ở bên đó đó bị cái gì Kiệt cũng không bảo đảm nha. Kiệt lúc nào cũng khấn cho mỗi người nào mà chửi Kiệt, nhưng mà Kiệt xin theo cái nickname chứ đâu biết tên thiệt đâu. Quý vị nên cẩn trọng thân khẩu ý. Coi chừng cái miệng mồm á. Kiệt là người thiệt, quý vị là người ảo. Quý vị cứ nghĩ ngược lại, Kiệt là ảo, Kiệt không có ảo đâu quý vị. Kiệt là thật, cái nhịn mặt này có giống ảo không? Xong nói chuyện cái này á, còn phải do hãng họp hành với mấy thằng Mỹ nữa về di mạch á, chứ không phải mà rảnh lên đây ngồi nói chuyện đâu. Nhưng mà nhiệm vụ phải nhắc là về vài tuần nữa Kiệt lập đàn tràng để Kiệt khấn cho nước Việt. Thì Kiệt cũng mong không phải có ba cây nhang của Kiệt mà khấn được đâu, cũng phải cần thêm 100 triệu cây nhang của bên bển nữa. Và tất cả các con họ Thiên muốn tạo công đức thì ngay lúc này thì phải xin, chứ đợi chuyện mà nó xảy ra rồi xin gì nữa. Lúc đó là chạy giặt xuất quần luôn á, cơm không có ăn nữa, nhang ở đâu có mà đốt.
hôm nay còn làm được gì cứ gắng làm trước đi. Đó là những lời chân tình của ngày hôm nay, của cái clip hôm nay về chiến tranh. Bữa hổm cái clip 213 là về nạn đói phải không? Tại sao? Để mà cho nó có cái mô hình trên đây nè, để cho quý vị có cái khái niệm, để quý vị biết được là anh Kiệt cũng có nhắc mình rồi đó nghe. Nếu quý vị nào ngoài kia có duyên với Kiệt thì coi lại hết 3-4 năm. Một người hiện giờ đang vô không có từng coi theo cái clip số 1, không có theo dõi 3-4 năm nay, tự nhiên đâm cái rầm ra coi cái clip số 214 này thì bảo đảm là sẽ tức cười. Nhưng mà cũng khoan hả cười nha, cười mỉm chi thôi, cũng phải nghiên cứu mà hả cười hả họng nghe. Rồi sau đó khoan hả chửi, tại chửi là khẩu nghiệp lấy lại không có được. Cái gì cũng phải chậm chậm á, người khôn á là phải nghiên cứu vừa hả chửi, chứ không phải không có vừa đâm ngang hông ra. 2017, 2018 không có biết, không có theo dõi từ năm 2017, 2018 mà tự nhiên đến năm 2023 ngày hôm nay cái câu cái ở rồi chửi liền tại chỗ thì đừng có nên vậy nha quý vị. Thì cũng từ bi sinh quá trời luôn rồi đó. Bữa nay đeo con chuỗi ngọc này ngọc thiệt. Để mà cộng này nó có cái điểm mạnh lắm. Tại vì hồi xưa là lúc mà cái này á, Kiệt xin điển của mẹ, cũng từng đeo trên tượng của mẹ. Rồi hôm nay cái Kiệt đeo lại để mà blessing, để mà xin cho thế giới. Nhiều người nói tôi theo dõi anh là lúc đó anh còn mặt baby, mặt trẻ. Hôm nay mặt nổi da nhăn rồi phải không? Nhăn là phải. Nếu mà quý vị đóng vai như Kiệt đi, biết mỗi ngày chuyện gì sắp xảy ra mà mình làm, mình lo không tới, mình cứ ấy hoài á, mình buồn không? Buồn nhiều á thì nó nhăn nhiều. Nhưng mà phải ra mạng, phải nói chuyện để cho mọi người có sự hiểu biết. Nhờ cái clip hồi 2013 hồi tuần rồi Kiệt nói thì nhiều người á, mới bật ngửa ra là thì ra 2 triệu người chết nó có liên hệ với cái đảng Cộng sản bây giờ. Tại Việt Minh tức là đảng Cộng sản bây giờ biết không? Ở miền Nam á, thì có lúa gạo để cứu anh em mình ở ngoài Bắc. Nhưng mà ngược lại một số người á, không có cho vận chuyển ra. Vận chuyển bao nhiêu á, là đột kích, tập kích để mà cho gạo lúa đừng có tới tay người đang chết đói. Thì đó cũng có một phần tội ác á. Ngoài cái thằng Nhật ra với Pháp thì thế hệ mỗi thế hệ trẻ cần phải biết mấy cái này. Và thế hệ trẻ cần phải biết là mình ngoài cái chuyện đi coi showbiz, coi Đàm Vĩnh Hưng, mình cũng cần phải biết là ngày mai mình ăn cái gì á. Ngày mai Biển Đông dậy sóng á, gia đình mình á, có tiền cho mình đi ra cá độ đá banh hay là đi coi ca nhạc showbiz vui hay không, mình cũng phải hiểu một chút. Chứ không phải ngày nào mình cũng ra quán cà phê rồi ăn nhậu ngồi tán dóc ngoài đó, mình không biết chuyện gì xảy ra. Thiệt là buồn cho tuổi trẻ nước Việt. Rồi cái lo quá, những cái kênh này á, nói chuyện á, không có nhiều người nghe. Mà mấy cái chuyện gọi là không đáng gì á, là giống như một công an bắt bé thổi lửa thôi là 5 triệu người vô coi. Nghe đó quý vị ngồi thấy buồn cho cái chúng sanh vô minh không? Cái chuyện đáng nghe, đáng hiểu mình không hiểu. Mà cái chuyện mà không tình háo động này nọ đó, trời ơi, nhất là anh Khoa lắc đồ ăn uống sang trọng đồ á, thì cách triệu triệu đứa nó vô. Mà trong khi cái tương lai và cái cột trụ của nước Việt á nó nằm trong tay của mấy đứa đó, mà giờ nó không biết gì hết. Còn mình giờ mình già rồi, những cái thế hệ già cũng sẽ ra đi.
giao lợi cho nước Việt là đám này, đám nhóc này. Mà đám nhóc này bây giờ nó giống như là zombie, không hiểu có phải là buồn không. Bờ trên rất là buồn á. À, thêm cái anh Bùi Hiền nữa mới nhảy lên. Thêm bác Bùi Hiền á, kêu đổi tiếng Việt nữa để cho đừng biết lịch sử. Thì đầu đời á, Kiệt có đọc sơ sơ tóm tắt cái lịch sử. Tại khi đọc trên mấy cái điện thoại của Kiệt á, mấy cái số nhảy lên quầm lum á, cái đang đọc cái nó bị mất phải không? Dấu thiên tâm cũng hiện lên trên bầu trời Sài Gòn. Ngày hôm qua có một cái dấu hiệu hiện lên ở đâu nữa ta? Cũng ở Sài Gòn. Bao nhiêu hiện tượng là đã xảy ra khắp hết rồi. Bây giờ cũng không biết nói làm sao để cho họ hiểu nữa.